Đồ sư cũ làm giỏi xin thân ái mến chào cô chú chị. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú chị mình một số đồ đồng ha và đồ gỗ sư cũ giao lưu và báo giá cô chú chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều ha, đã xem cũng như ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. À còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú chị, đây là 1D ha. 1D thì em có một cái bộ bàn tròn, bộ bàn cùi lá của chú chị. Thì bộ bàn này thì gồm có 5 món, 4 cái ghế và một cái bàn ha. Ghế thì là gỗ gõ của chú chị. Chiều cao thì em đo tới đích ghế là 50. Còn cái dựa sau như thế này là 94 của chú chị. Còn chiều rộng thì là 39, còn chiều ngang như thế này là 48. Còn chiều dày đích ghế là 3 phân của chú chị. Ghế thì gỗ gõ ha, ốc này thì ốc sum cơ bon, vàng chanh xanh lục của chú chị. Ốc rất là chuẩn luôn. Còn cẳng này là nho sóc của chú chị. Ở đây là những dây nho ha và những con sóc. Đây của chú chị ơi, cẳng là rất là đẹp. Đó. Dạ em quay ở mặt sau luôn nha. Những cái ghế này theo cái lối xưa của chú chị nên rất là đẹp luôn á. Đây ghế thì gồm có 4 cái như thế này cô chú anh chị. 4 cái thì đều như nhau, ốc cũng như nhau luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Ốc rất là đẹp luôn. Còn chiều cao của bàn thì em đo như gì là 78. Còn chiều rộng của bàn như thế này là 66 của chú chị. Còn từ mặt bàn xuống cái dèm mới là một tấc. Đó, cái bàn thì là gỗ cẩm lai nghe cô chú chị. Ốc thì ốc sơn cua, ốc đỏ luôn. Đó, ốc rất là đẹp. Còn cẳng này là tì tích đó là Trúc Lâm Thất Hiện của chú chị. Ở đây là 7 dị tiên nè. Đó của chú chị mình xem ha. Đó, ở đây thì cái giường trúc. Còn xung quanh thì người ta làm những cái móng ngựa của chú chị và những nho sóc người ta cẳng xung quanh. Còn ở đây thì qua lá tây. Đó. Rất là im của chú chị. Ốc thì cô chú chị mình xem. Ốc đỏ rất là đẹp luôn. Ốc này là ốc đỏ nghe cô chú chị, giá trị nó rất là cao. Trong ốc xa cừ ốc đỏ là đẹp nhất kêu cô chú chị. Không còn ốc nào đẹp hơn ốc này nữa ha. Cái dìm thì được cẳng luôn. Đó, bàn này thì đó đây cẳng luôn cô chú chị. Còn chân thì là chân cùi lá của chú chị, chân cùi lá ha. Em đo hoành tròn cho cô chú chị mình xem nè. Đây hoành tròn thì là 35, còn chiều dài của cùi lá như thế này là 35 cô chú chị, còn chiều ngang thì là 5 phân. Bộ bàn tròn này thì gồm có 4-5 món của chú chị, 4 cái ghế ha, và một cái bàn. Ghế thì chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc này thì ốc sum cua, vàng chanh xanh lục của chú chị. Còn bàn thì bàn cẩm lai, ốc thì là ốc đỏ nghe cô chú chị. Giá trị của ốc đỏ nó rất là cao. Đó. Thì bộ bàn này thì em giao lưu giúp cô chú chị mình là 63 triệu ha. Còn đây là 2D. 2D thì em có một cặp cọp này cô chú chị ơi. Chất liệu là đồng. Chiều cao thì em đo như vậy là 61. Còn chiều dài đi ha. Đây chiều dài thì em đo tới cái đuôi luôn. Đó là 118 của chú chị. Còn cái hoành bụng như thế này là 65. Đó. Rất là im của chú chị. Đó, phong thủy rất là hay luôn. Đây, vào phía dưới đây cô chú chị. Đây, rất là nặng luôn. Đây, cặp cặp này thì rất là êm cô chú chị ơi. Chất liệu thì là đồng hết. Cặp cặp này thì cân nặng là 45 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 30 triệu ha. Còn đây là 3D. 3D thì em có một cái tủ rượu của chú chị, tủ này là tủ xưa luôn. Tủ này là rất là im cô chú chị.
à, chiều cao nó rất là cao cô chú chị ơi. Đó, chiều cao thì em đo như vậy là 290, là 2m9 nha cô chú chị ơi, rất là cao luôn. À, còn chiều dài như thế này là 140. Đây còn chiều rộng thì là 50 cô chú chị. À, gỗ thì gỗ gõ ha. Ốc thì cô chú anh chị mình xem, ốc chuẩn ốc luôn, ốc rất là đẹp cô chú anh chị. Ở phía trên thì người ta chẳng một cái hoa lá tây cô chú anh chị, rất là lớn luôn. Đó. Gỗ thì gỗ gõ ha, ốc nè. À, những cây đố thì được ta được đều cặn hết nha cô chú chị, được cặn hết luôn ha. Ở phía dưới thì có hai cái hộc nha cô chú chị, hai cái hộc mình có thể để đồ ở phía dưới luôn ha. Đó. Ở phía trong đây, ở phía trong thì nó gồm có hai cái ngăn nha cô chú chị, ngăn dưới và ngăn trên. Ở phía sau và ở hai bên hông đều gỗ hết cô chú chị. À, nhưng mà kiến thì chỉ ốp là ốp sau này thôi, à, em mới ốp đây thôi cô chú chị ơi. À, còn bên hông cho cô chú chị mình xem ha. Bên hông bên này cô chú chị, ở bên hông thì là gỗ luôn nha, đó là gỗ luôn, chỉ có ốp cái lòng trong thôi cô chú chị, lòng trong thì là kiến thôi, cẳng thì được cẳng ở trước mặt và hai bên hông luôn. Hai bên hông thì cẳng được ở phía trên thôi và ở phía dưới. Cái tủ này phải là 4 người cô chú chị ơi, 4 người mà phải mạnh tay mới khiêng nổi, chứ còn yếu yếu là khiêng cái tủ này không có nổi đâu cô chú chị. Cái tủ này rất là nặng luôn. À, tủ này thêm giao lưu với cô chú anh chị mình là 55 triệu ha. Cái tủ gụ cô chú anh chị rất là đẹp luôn, tủ xưa luôn. À, còn đây là 4D. 4D thì em có tam thế Phật cô chú anh chị, cô chú anh chị mình hữu duyên ha. Ở chiều cao thì em đo như vậy là 120. Đó. À, còn em ở đây á, là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình có đi tới cửa hàng bên em ha, à, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi, cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. Còn nếu mà cô chú anh chị mình đi cái đường Tiến Chánh Long Xuyên ha, hết cái đường Chánh Long Xuyên, à, hướng về Châu Đốc khoảng chừng 300-400m thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. À, đây là tam thế Phật cô chú anh chị, à, cô chú anh chị mình hữu duyên ha. À, tam thế Phật này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 100 triệu ha. À, còn đây là 5D. À, 5D thì em có một cái bộ bàn quách. À, bộ này thì nó gồm có 7 món cô chú anh chị. Đây hai cái đôn. Đây hai cái đôn như thế này. À, chiều cao của đôn thì em đo như vậy là 66. À, còn chiều rộng như thế này á, là 37, còn chiều ngang thì là 47 cô chú anh chị. À, còn cái chân như thế này á, là 6 phân. À, gỗ thì gỗ gõ, còn ốc cái này thì ốc sâm cơ bo, còn mặt đá thì mặt đá tàu. Nó rất là liền cô chú anh chị. Mặt đá thì rất là im ha. Đó hai cái thì đều như nhau nè. Đó cẳng thì được đều cẳng tứ diện luôn. Đó cô chú anh chị mình xem rất là chắc chắn luôn. Rất là im cô chú anh chị. Đó, hai cái đôn thì đều như nhau cô chú chị ơi, hai cái đôn đều như nhau ha. À, còn ghế thì gồm có 4 cái như thế này, ghế thì rất là lớn nè cô chú chị, đó rất là lớn luôn. Chiều cao của ghế em đo tới tích ghế là 50. À, còn cái dựa sau như thế này là 113, còn chiều rộng thì là 37, còn chiều ngang như thế này là 75. À, còn cái tay tựa đó là 8 phân của chú chị, còn cái dựa sau như thế này là 4 phân đó. À, cái bộ bàn quách này thì nó rất là đẹp của chú chị, rất là chắc chắn luôn, rất là dày dặn đó. À, rất là lớn luôn, cẳng thì được được cẳng tứ diện nghe cô chú chị mình, đó rất là im luôn á. Đây ghế thì rất là nặng, phải hai người khiêng á, chứ một người khiêng là không có nổi cái ghế này đâu cô chú chị. Đó ở phía sau đây, đó cẳng thì được đều cẳng tứ diện nghe cô chú chị, rất là lớn luôn á, rất là nặng luôn đó. À, bộ bàn này thì gồm có 4 cái ghế như thế này, 4 cái thì đều như nhau cô chú chị ơi.
rất là im luôn. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Thì em cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã xem cũng như ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều ha. Rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị mình trong những clip này. Đó, bộ bàn này quách này rất là im lực cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Còn đây là cái bàn cô chú anh chị. Chiều cao của bàn thì hôm đó như gì là 79. Còn chiều dài của bàn thì là 123. Còn chiều rộng thì là 58 cô chú anh chị, từ mặt bàn xuống cái dèm là 22. Còn cái chân đó là 7 phân. Đó, bàn thì cũng được đều cẳng tứ diện luôn. Đó cô chú anh chị mình xem cái bộ bông quách này thì nó rất là đẹp. Rất là êm luôn cô chú chị ơi, mặt đá thì mặt đá tàu, đá dân mây. Bộ này thì rất là chắc chắn, ở bề ngang nó tới cái ghế nó rất là lớn đó cô chú chị. Cái ghế nó tới 75 đặt, cái ghế rất là lớn luôn. Đây. Bộ bàn quách này thì gồm có 7 món của chú anh chị, 2 cái đôn ha, và 4 cái ghế và 1 cái bàn, thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 50 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quách luôn. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã xem hết clip. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.